Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sửa Xe Thanh Hóa lại tiếp tục một chia sẻ cho quý vị và các bạn, đặc biệt là anh em thợ, một cái công thức pha chế để rửa cái vệ sinh, cái chế hòa khí nó sạch như là mới luôn, thưa quý vị và các bạn. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn, đặc biệt là anh em thợ sửa xe máy, cách pha chế một cái dung dịch tẩy rửa thành công và hiệu quả nhất, thưa quý vị và các bạn. Đây ạ. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái chế hòa khí của chiếc xe No 4, Novolix. Tôi vừa mới vệ sinh xong. Đây là một trong những cái vấn đề mà khi tôi vệ sinh chế mà nó, ví dụ bây giờ chẳng hạn như nó bẩn như thế này. Đây thưa quý vị các bạn. Và sau khi mà được pha chế một cái dung dịch thì tôi đã rửa nó sạch như thế này. Còn các cái vấn đề như thế này thì tôi lại về vệ sinh bằng một cái vấn đề khác. Đây bây giờ trước hết là vệ sinh về cái vấn đề cát bụi bẩn nó bám để nó sạch cái đá. Còn tất cả những cái vấn đề mà vệ sinh bằng cái nước rửa chế thì tôi lại phải vệ sinh sau. Đây thưa quý vị các bạn, nó rất là sạch. Đây. Nhìn nó rất là sáng. Đây các cái vấn đề như thế này thì chốc nữa tôi lại phải vệ sinh bằng cái nước rửa chế sau. Còn đây là một trong những cái mà để mà nói là nó có cái độ bóng, đặc biệt là nó không bị hoen gì sau khi vệ sinh, thưa quý vị các bạn. Đây là một trong những cái cách mà tôi pha chế để mà nó giữ nguyên được cái màu nhôm của nó. Nó rất là sáng, thưa quý vị các bạn. Nhìn thế thôi nhưng mà nó rất là sáng bóng. Đây, bên trong lòng đây. Cái này thì nó để lại cho một cái màu rất tự nhiên, như là mới luôn, thưa quý vị các bạn. Đây. Và sau đây tôi sẽ pha cái dung dịch để tôi đong vào đây cho quý vị và các bạn có thể quan tâm, đặc biệt là anh em thợ sửa xe máy, để cần biết khi mà mình làm bảo dưỡng một cái chế, hay là ví dụ chẳng hạn như anh em làm gom xe thì khi mà vệ sinh cái chế, đặc biệt là rất cần đến cái chế mà khi mà nó cũ rồi, theo thời gian rồi, nhưng mà mình vệ sinh nó sáng bóng được khoảng 90% là nó thật sự là nó rất tuyệt vời. Chứ không mà có những cái xe thì bây giờ cái chế hòa khí đâu cũng mua được, nó rất là đắt. Chẳng hạn như bây giờ những cái xe gem Thái chẳng hạn, bây giờ mình mua một cái chế của nó thì nó rất là nhiều tiền, nhưng mà cái chế cũ thì vẫn dùng được, mà chúng ta biết cách vệ sinh nó sạch thì nó rất là hữu ích, thưa quý vị và các bạn. Và sau đây là cái cách để tôi pha cho quý vị các bạn xem. Sau khi mà tôi đã đong 100ml acetone và 100ml xăng xe máy, xăng A95 hoặc xăng A92, thưa quý vị và các bạn, và 50ml nước rửa chén, thưa quý vị và các bạn, tôi pha lẫn vào nhau. Đây là một cái dung dịch tôi pha lẫn vào. Đấy. Để cho nó hòa tan. Xong bắt đầu là tôi khuấy đều lên. Sau khi mà chúng ta khuấy đều nó lên như thế này, và đây là cái chế đang bẩn nhá, thưa quý vị, và tôi sẽ bắt đầu vệ sinh. Tôi quét cái này nó hơi nhỏ cho nên là tôi cho vào cái thau lớn này như thế này, đổ vào đây, thưa quý vị. Đây. Đây, cái này nó đen như thế này quý vị. Thì tôi cho vào. Rồi tôi ngâm. Trong quá trình này thì quý vị và các bạn có thể thấy là bây giờ nó rất là sáng. Đây.
Và sau khi đã vệ sinh tương đối xong thì tôi cho vào nước để tôi xúc qua nó đi. Và thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tôi đã rửa xong, tôi vệ sinh, tôi xì ra thì là tất cả nó đã sạch như thế này đây quý vị các bạn. Đây quý vị các bạn có thể nhìn và cảm nhận được cái màu này. Nó là màu nguyên bản của khi mà nó đang còn mới. Khi tôi rửa xong bằng cái dung dịch này thì nó sẽ không bao giờ bị hoen ố hay là dỉ sét gì hết, mà nó đã trở về cái màu rất là đẹp, nguyên bản của nó luôn. Nó rất là sáng. Đây thưa quý vị các bạn, những chiếc càng ga như thế này, còn các cái đất bẩn và muội ám khói của trong quá trình đốt hoặc là nó như thế này thì tôi sẽ dùng cái dung dịch vệ sinh chế hòa khí tôi lặp lại một lần nữa, và tôi sẽ rửa cho nó thật sạch sẽ như một cái chế mới thưa quý vị các bạn. Đây đặc biệt là cái sơn mà người ta in trên này nó cũng không bị mất đi thưa quý vị các bạn. Đấy, nhưng mà tất cả bụi bẩn, cát bụi là nó sạch. Khi mà tôi nghiên cứu để pha chế ra cái dung dịch này là nhằm bảo vệ cái này thưa quý vị các bạn. Các cái này nó bằng nhôm nhưng mà nó có thành phần antimon. Nếu như chúng ta dùng axit để tẩy rửa thì nó sẽ bị hoen cái nhôm, cái antimon pha nhôm này, và nó sẽ làm cho cái chế nó bị hỏng, có thể dẫn đến hỏng thưa quý vị các bạn. Bởi vì nếu như chúng ta dội vào trong các cái lỗ gió này nó sẽ bị ăn mòn. Đây thưa quý vị các bạn, ví dụ như cái lỗ này mà nó sẽ bị ăn mòn thì cái đường gió nó sẽ không chính xác thưa quý vị các bạn. Và tôi xin tạm dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn cũng như anh em thợ đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Sửa Xe Thanh Hóa của chúng tôi. Và trong cái quá trình tôi chia sẻ, nếu quý vị các bạn thấy hữu ích thì vui lòng comment, đăng ký kênh và subscribe kênh để theo dõi tiếp những cái video tiếp theo của chúng tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn cũng như anh em thợ. Xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thượng lộ bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn.